Chương trình văn hóa và niềm tin. Những ca khúc và lời trình bày trong chương trình này nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu. Xin mời quý vị lắng nghe để biết và vui hưởng sự sống vĩnh phúc ngay ngày hôm nay. Đề tài sứ điệp văn hóa niềm tin của chúng ta hôm nay là vô hối bất hận. Nhớ là những việc đáng tiếc mà chính mình là nguyên nhân, thì không ai lạ gì với những cảm xúc day dứt của lương tâm, đau xót, hối tiếc. Nguyên nhân làm đổ vỡ có thể là những lời nói không đáng nói, là những việc làm không đáng làm. Và ngược lại, cũng có thể là vì không có đủ can đảm để làm, để nói những việc xứng đáng, để bênh vực cho lẽ thật. Sống với tâm trạng đó thì ta thường than ngắn thở dài, lặp đi lặp lại những câu như là nếu biết thế thì đâu dạy gì. Hay phải chi hồi đó mình đừng như thế thì đâu phải khổ tâm, khổ lụy như bây giờ. Đặt chữ vô, chữ bất trước hai chữ hối hận thì có nghĩa là không hối hận, không hối tiếc. Nhưng còn hối cải thì sao? Thưa quý vị, hối cải chính là giải pháp thỏa đáng cho sự hối hận. Và đó là mục đích của sứ điệp hôm nay. Trước hết chúng ta cần phân biệt kết quả và hậu quả. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Kim là kết quả tốt đẹp của việc mài sắt. Ngược với kết quả tốt, hậu quả xấu là tình trạng khát nước, gặt bão, ương thối, hư hỏng, ẩn chứa trong những câu cha ăn mặn, còn khát nước. Gieo gió thì gặt bão, cá không ăn muối, cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường, còn hư. Thánh Kinh trong sách Thi Thiên thứ nhất mô tả hai tình trạng tương phản giữa kết quả và hậu quả như sau. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cơ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình, vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Kết quả tốt đẹp của người không theo mưu kế của kẻ dữ, kết quả tốt đẹp của người không đứng trong đường tội nhân, kết quả tốt đẹp của người không ngồi vào chỗ của kẻ nhạo báng là sẽ được như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Thưa quý vị, thành vượng chính là kết quả tốt đẹp một cách tích cực, thánh vượng vì đã vui vẻ để làm theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Nếu không như thế thì sẽ như rơm rác gió thổi bay đi vào sự diệt vong.
Thưa quý vị, Chúa ban cho con người chúng ta có ý chí tự do để quyết định, để lựa chọn lối đi cho cuộc đời mình. Nhưng khi đã chọn, thì phải nhận phần kết cục, hoặc là kết quả phước hạnh, hoặc là hậu quả diệt vong. Thánh Kinh Tân Ước trong sách Phúc Âm Luca thuật lại ngụ ngôn Chúa kể về việc một người con đã quyết định thoát ly gia đình để phung phí tài sản, để phung phí sức lực của tuổi trẻ đến độ kiệt quệ. Kiệt quệ, phá sản, chết đói là hậu quả của quyết định thoát ly. Nhưng thưa quý vị, điều đặc biệt là ngụ ngôn không kết thúc ở một hậu quả thật là xấu xa mà là một kết quả thật tươi sáng, tốt đẹp. Lý do là vì người con đã biết nhận thức về hậu quả, đã thức tỉnh, đã giác ngộ, đã trở về. Càng ân hận, càng hối tiếc về hành động sai lầm của mình bao nhiêu, thì khi trở về, càng vui mừng, càng hân hoan, đón nhận sự tha thứ và chữa lành bấy nhiêu. Tưởng đã chết mất, thì là hối hận, ân hận. Nhưng còn sống thì thật là hân hoan vui mừng. Tưởng đã mất thì là đau lòng hối tiếc. Nhưng tìm lại được là phước hạnh, là thỏa lòng. Người có từng trải kinh nghiệm về điều đó chính là vua David. Người đã từng phạm tội trọng, đáng nhận lãnh án phạt của sự chết. Nhưng vua David đã thoát ra khỏi tình trạng bó tay tuyệt vọng, đã trỗi dậy từ đáy vực sâu của sự hối hận, của sự ân hận về tội ác của mình. David đã ăn năn, đã thống hối, đã hối cải và nhận được sự tha thứ và chữa lành của Chúa. Trong tâm trạng đó, David đã thuật lại điều mình suy nghĩ để so sánh giữa hậu quả và kết quả như thế này. Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho con được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng con. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi con, thì con sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa con, thì con sẽ nên trắng hơn tuyết. Xin cho con nghe sự vui vẻ mừng rỡ để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội ác con và xóa hết thảy sự gian ác con. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong con một thần linh ngay thẳng. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương, Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Thưa quý vị, Judas Iscariot là một môn đệ của Chúa. Judas Iscariot đã bán Chúa bằng cái hôn để nhận lãnh một kết quả là 30 nén bạc. Mỗi lợi 30 nén bạc thật quá nhỏ nếu đem so sánh với giá trị thiêng liêng cao quý của ơn thầy, của tình bạn. Thay vì sám hối, ăn năn như vua David, để nhận lãnh được sự tha thứ và sự chữa lành, thì Judas Iscariot đã quyết định quăng 30 nén bạc vào đền thờ, trả lại cho những kẻ giả tâm, rồi đi ra đồng, thắt cổ, tự tử. Từ hậu quả bị day dứt của lương tâm, từ một hậu quả phải gánh chịu sự ân hận, hối hận, thì Judas đã đi đến một quyết định để nhận lãnh một hậu quả của sự chết. Một cái chết thật đau thương, một hậu quả thật khốc liệt của một kẻ phản Chúa là như thế. Khác với Judas Iscariot, sau ba lần chối Chúa, cũng đã bị nhận chìm trong sự ân hận. Nhưng từ vực sâu tối tăm của sự ân hận, từ vực sâu của hậu quả hối hận,
Führer đã khóc lóc thảm thiết về lỗi lầm của mình và nhận lãnh được sự tha thứ, nhận lãnh được sự chữa lành và sự ban cho của Chúa để có một cơ hội mới để phục vụ Ngài cho đến hơi thở cuối cùng. Thật vậy, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Xé áo, đội tro là hình thức người Do Thái ngày xưa làm để bày tỏ lòng buồn rầu, ăn năn, sám hối của mình. Tiên tri Joel kêu gọi con dân Chúa là hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi. Khách trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai họa. Thưa quý vị, Chúa không muốn con cái của Ngài chỉ biểu trương hình thức tôn giáo trông rộng. Ngài muốn họ thật sự ăn năn thống hối, thật sự kinh nghiệm được thế nào là tâm hồn bị vỡ tan vì nhận biết tội lỗi của mình là đáng ghê tởm, là đáng bị trừng phạt. Tội lỗi làm chết ý thức về luân lý. Kẻ có tội không nhận thấy những kém khuyết của bản tánh mình, cũng không ý thức nổi tính cách trầm trọng của tội mình đã phạm. Và nếu không có sự bén nhạy đủ để nhận ra quyền năng sửa phạt của Đức Thánh Linh, thì lương tâm sẽ chai lì và cứ thế sẽ mãi như đuôi mù về sự sai lầm của mình và càng ngày càng bị nhận chìm sâu xuống vực thẳm của sự ân hận, hối tiếc. Nhưng thưa quý vị, con đường giải pháp cho sự ân hận, hối hận chính là sự ăn năn, hối cải. Thế nào là ăn năn hối cải? Thánh Kinh giải thích về sự ăn năn là sự đổi ý, là sự buồn rầu theo ý Chúa thì sẽ sinh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn. Sự ăn năn bắt đầu từ sự nhận biết tình trạng tội lỗi của mình để từ đó vận dụng ý chí để quay lưng khỏi tội lỗi và quyết định đi theo con đường công chính của Đức Chúa Trời. Ăn năn hối cải thì được vô hối bất hận. Ăn năn hối cải chính là giải pháp thỏa đáng để giải thoát chúng ta ra khỏi sự hối hận, sự ân hận. Vấn đề không phải là tội nhiều hay ít, không phải là tội nặng hay nhẹ, mà là có biết đau đớn về tội lỗi của mình và có biết hết lòng cầu xin ơn tha thứ của Chúa cho mình hay không. Không có tội nào quá nhỏ mà không cần đến sự tha thứ của Chúa. Và cũng không có tội nào quá lớn mà ân điển và lòng yêu thương của Chúa không thể tha thứ. Nếu chưa có kinh nghiệm của sự ăn năn, tức là chưa ăn năn gì cả. Nếu không có sự hạ mình chân thật với một tâm hồn tan vỡ để xưng tội mình ra là chưa hết lòng tìm kiếm sự tha thứ. Vì thế, ăn năn phải dẫn đến sự xưng tội. Xưng tội là bộc lộ những gì kín nhiệm nhất của tâm hồn để tìm con đường đến cùng Đức Chúa Trời để nhận sự thương xót. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Vì thế, hãy xét lòng, hãy nhìn nhận lỗi lầm của mình. Kinh Thánh dạy, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Sự xưng tội có tính cách đặc biệt và nhận biết rõ tội ấy là tội nào. Có thể đó là những điều sai quấy cần phải xưng ra với từng cá nhân hoặc có tính cách công khai. Vâng, thưa quý vị, sự cứng lòng là bức tường giam hãm chúng ta trong sự ân hận, hối hận.
để kinh nghiệm, được sự thảnh thơi, được sự thỏa lòng trong cuộc sống, chúng ta hãy mạnh dạn nhận lỗi, xin lỗi nhau về những điều đáng tiếc đã xảy ra, vì bất cứ lý do nào, để nhận lãnh được sự tha thứ. Vâng, thưa quý vị, sự cứng lòng là bức tường giam hãm chúng ta trong sự ân hận, hối hận. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở anh em đồng đạo rằng, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu vậy. Khi tha thứ cho người khác, chúng ta có lý do để mong đợi Đức Chúa Trời tha thứ cho mình. Vì vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để được vô hối, để được bất hận. Hãy lắng nghe và thực hành lời Chúa Thánh Giêsu phán: các con hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Sự ăn năn bắt đầu bằng điểm ghét bỏ tội lỗi, xưng tội lỗi mình ra để cầu xin, để nhận lãnh sự tha thứ, để hứa nguyện sẽ không tái phạm, cũng để đền bù xứng đáng cho những lỗi lầm mình đã gây ra. Này con hãy yêu thương, càng yêu mến nhau hơn, vì ta đã chùa con tận tình lo lắng cho nhau, cùng chia sẻ thương đau, vì ta chùa con từ lâu nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn, mừng rỡ chia niềm sung sướng, tình yêu cao quý vô biên, tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều thêm. Này bánh hãy ăn cùng nhau, xa ta tan tành vì con, cầm chén uống trong cảm thông, quyết ta tuôn tràn vì con. Lầm lỡ hãy tha tội nhau, chính ta tha mọi tội con, cùng kết môi dây tình thân, giống như ta là bạn con. Cần giúp đỡ nhau nhiều hơn, ngâm hương ta hầu việc con, cùng hát hoa vui lòng cha, cũng như ta thương người ta, hạnh phúc hãy chia cùng nhau, mến yêu nhau càng nồng sâu. Này con hãy yêu thương, càng yêu mến nhau hơn, vì ta đã chùa con tận tình lo lắng cho nhau, cùng chia sẻ thương đau, vì ta chùa con từ lâu nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn, mừng rỡ chia niềm sung sướng, tình yêu cao quý vô biên, tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều thêm.
tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều thêm. Tình yêu rất thiêng liêng.